Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy bốn niệm trụ làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bốn niệm trụ rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy bốn tránh đoạn làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bốn tránh đoạn rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy bốn thần túc làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bốn thần túc rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy năm căn làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì năm căn rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được uống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy năm lực làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao? Vì năng lực rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được hướng là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy bảy chi đẳng giác làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bảy chi đẳng giác rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được hướng là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy tám chi thánh đạo làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu Việt. Vì sao? Vì tám chi thánh đạo rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy thánh đế khổ làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu Việt. Vì sao? Vì thánh đế khổ rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến.